nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu em ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ cùng ai nuôi dưỡng công đức sinh thành người ơi đừng mẹ như nước trong nguồn chảy ra người ơi làm người ở trên đời nhớ công người nuôi dưỡng đó mới là hiền nhân vì đâu anh nên người tài ba mà có ta uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy phải hiểu em ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ cùng ai nuôi dưỡng công đức sinh thành người ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra người ơi làm người ở trên đời nhớ công người nuôi dưỡng phải hiểu công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra thank you.
Yeah.
Đặng thần thần Đông Phương, Quy Đông Phương, thần Nam Phương,
quy Nam Phương. Thần Bắc Phương quy Bắc Phương, thần Thiên Thượng giáng Thiên Thượng, thần Hạ Địa giáng Hạ Địa. Nhất tuần thượng thực quyến ẩm tiểu, nhị tuần thượng thực quyến ẩm tiểu, tam tuần thượng thực quyến ẩm tiểu. Tiểu thí tam tuần kim ngân lễ vật tín chủ kiên thành pháp sư phụng viên. Thank you.
thời gian còn lại, ban tổ chức sẽ điều hành phần lễ khâm niệm An Di Phật. Gần 100 năm suốt cuộc đời, mừng cha vẫn khỏe, vẫn tươi vui. Chỉ qua giờ phút cha lâm bệnh, cha đã mau rời bỏ cuộc đời. Con tưởng cha chưa đến mình, đời người xem tựa giấc chiêm bao. Cha ơi, cha đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ cha, nhớ lại những năm xưa, như tuổi thanh xuân mới độ nào. Cha dạy chúng con và các cháu, tưởng chừng năm tháng chả là bao. Nhớ lại trong cha bao kỷ niệm, lúc ngồi đọc sách dòng êm êm, lúc dương tờ báo nheo đôi mắt, lúc đợi trăng lên ở trước thềm. Còn đâu tâm sự nữa cha ơi, vĩnh biệt chúng con có mấy lời. Ngót 100 năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao nguôi. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay đến ảnh thờ. Kể hết sau đây lời thống thiết, chân thành con viết khóc trong thơ. Kể cả những cái hôm nay tự tay mình làm ra, những cái mai sau mỗi chúng ta để lại cho đời hoa tươi trái ngọt. Cuộc sống ấm êm hạnh phúc hôm nay đều của cha ban cho con. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha của chúng con là một người dịu hiền và đôn hậu, vóc dáng cha mới cao đẹp làm sao. Một chặng đường dài mất 3/4 thế kỷ đã để lại cho con cháu những niềm tự hào cao như chính núi Thái Sơn và rộng dài như chính nước nguồn vậy. Ôi thiêng liêng quá, cao đẹp quá. Các con về bên cha, các cháu về bên ông, bày tỏ lòng kính trọng bằng tấm lòng thương nhớ và bằng chính những gì mà các con cháu sẵn có trong lòng. Cha ơi, cha có nhớ không, trong suốt chặng đường dài cha đã qua, chất chồng những vui buồn chăn trở, cha vẫn thường nhắc chúng con trong những lời ru chiều hè. Có cơm có áo hôm nay, đừng quên gian khổ những ngày đã qua. Cuộc đời bão táp mưa xa, hai sương một nắng cha đà thấm sâu. Chúng con xin cảm ơn cha, cha đã chịu nhiều cay đắng để có ngày nay. Chúng con được sống ấm êm, được nhiều hạnh phúc. Cha ơi, chúng con đã khôn lớn và càng thấm thía hơn, vì thấy cha tóc đã bạc, chân đã chậm. Cha ơi, chúng con chẳng quên đâu, những ngày đông tháng giá, một nách cả đàn con cha vất vả tảo tần, góp gom từng hạt gạo ngọn rau để nuôi con khôn lớn. Cảm ơn cha đã cho chúng con thực sự thành người. Cha ơi,
Mỗi năm một tuổi qua đi, mái đầu trắng tuyết, bước đi lưng còng. Cha ơi, con tạc trong lòng, gian truân vất vả, cha không xá gì. Cha ơi, cuộc đời cha hai vai gánh nặng gió sương, và thời gian như đã cướp đi da thịt của cha. Phải chăng cả bao nỗi gian nan vất vả của đời cha đã được sâu lại, kết thành chuỗi cườm, để đến hôm nay chúng con được lần lại từng hạt, mới thấy hết giá trị đích thực. Ngày nào tóc cha còn xanh, xanh như nhánh cỏ, như nhành hoa tươi, mà nay đã bạc phơ rồi. Đôi mắt cha cười rạng rỡ lòng con. Trong khó khăn gian khổ của cuộc đời mình, cha đã từng dạy chúng con bao điều, tiếp thêm cho chúng con bao nguồn sức mạnh để vượt lên vất vả của đời thường. Trái tim và khối óc của cha đã dành cho chúng con, để hôm nay khi nhìn lại, chúng con mới thấy thực sự đã mất đi một phần lớn của đời mình. Các cụ xưa thường bảo, cha sinh mẹ dưỡng, công lao dưỡng dục của cha không sao kể xiết. Hôm nay có mặt ở đây, chúng con quỳ bên cha, muốn tỏ bày tấm lòng biết ơn vô hạn với cha đã cho chúng con hôm nay và mai sau. Cô hồn anh Nguyễn Bắc Thành, kính thưa các cụ, các ông, các bà, vì điều kiện xa xôi, anh em chúng tôi trong họ Nguyễn Văn được tin muộn để ra đây là cũng được sự là nhờ tất cả các cụ, các ông, các bà bên nội bên ngoại và các ban nhạc rồi cùng quân dân chính của địa phương, các ban ngành đoàn thể tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình, công việc của Thành được mùa yên mà đẹp. Trước tiên về phần niệm anh Thành vừa xong, chúng tôi xin phép được là các cụ, các ông, các bà cao tuổi của dòng họ chúng tôi hôm nay vì đường xá xôi không có mặt được, có ủy quyền cho tôi được làm lễ phát tang cho các tất cả anh em con cháu trong dòng tộc. Xin được phép thế. Gia đình thôi, theo tôi là cứ có tên là tôi đọc phải không? Gia đình anh Bằng Đoan, gia đình anh Hoàng Quyên, gia đình anh Phương, Phương Chuẩn Thuần, Phương Thuần, gia đình Thúy Hồng, gia đình Tuấn Ngân, gia đình anh Thắng Doanh, gia đình em Châu, Châm, em Châm nào,
gia đình Loan Tùng. Đây để nhận được. Dạ. Gia đình anh Tranh Tứ. Thành Tứ. Gia đình anh Cầm Huế. Gia đình anh Bay. Còn tất cả mọi các anh chị em mà chưa có lỗi bên nội bên ngoài thì đề nghị chị Bằng sẽ giúp tôi cái chương trình này. Cháu tên là gì nhỉ? Cháu Thái. Cháu Thái. Tên như cháu Thái rồi. Mấy hai nãy đứng qua lần trước đi. Mấy hai gái. Hai con gái. Mẹ là hai con gái. Của vợ anh Thành. Tóc cha bạc đi cho tóc con cháu xanh. Tóc bạc đi vì lo nghĩ cho các cháu, các con ở bốn phương trời góc biển. Cha đã vất vả chọn đời mình. Hiểu như thế, biết như vậy, và chúng con là con người, nên hôm nay quỳ bên cha, chúng con cầu mong sự tha thứ của cha cho những đứa con vì cuộc sống sinh nhai không được nâng giấc cha khi cha đang ở độ tuổi thất thập cổ lai hy. Chúng con hứa với cha, dưới mái nhà này đây, khi không còn cha, chúng con sẽ gắng làm tất cả những ước nguyện của cha và không để người đời chê trách. Đời cha đã trải qua bao nhọc nhằn vất vả để nuôi dạy chúng con, những mong cuộc sống chúng con đẹp thêm như hoa thêm nụ. Vậy mà hôm nay đây nhớ lại, xem lại bản thân mình, chúng con thấy còn nhiều điều sai sót. Việc nhớ đến công sinh thành để lo báo đáp, đấy là việc mà chúng con từng ngày từng giờ còn khiếm khuyết. Thật xót xa và ân hận cho mỗi người con chưa đến với cha kịp thời khi cha cần. Tấm lòng trời biển của cha hãy mở lòng nhân từ tha thứ cho chúng con những lỗi lầm kia cha nhé. Cha ơi, chúng con hứa với cha rằng chúng con sẽ sống xứng đáng là người con của cha, và cha sẽ là người cha bất tử của chúng con. Cuộc đời cha thấm gió sương để mãi mãi đậm vị hương ngọt ngào. Câu này ví tựa non cao, ơn này sánh tựa vì xa chân trời.
ông Nguyễn Văn Thành. Kính thưa gia đình thiếu chủ, được tin Thành lâm bệnh nặng qua đời, anh em con cháu của dòng họ Nguyễn tộc ở Hưng Yên trước tiên ra đây thắp hương kính viếng hương mộ ông Thành, đồng thời có những lời chia sẻ sâu sắc nỗi đau buồn với vợ con và gia đình. Trước tiên để vĩnh biệt ông Thành, xin đề nghị tất cả anh em con cháu làm một phút mặc niệm ông Thành. Phút mặc niệm bắt đầu. Đời độc là cây cỏ hoặc đất để trò thành nhanh nào, cho mát cho các thành viên trong họ. Nay một thành viên trong họ đã đi chồng tổ tiên, hội đồng dòng tộc chúng tôi về đây đặt vòng hoa nơi biển đảo ngạc ngạc thu. Cho ánh sáng
người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Chương trình này cảm ơn chúng ta vì đã về làm bên mình, trân trọng kính mời quý vị chờ. Sau khi đến được tổ tạm trú tên lời tên hình nhà yếu. Go.
chức từ đầu gia đình nhà Hiếu xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của các quý vị đã về làm đại biểu. Trân trọng kính mời quý vị trở ra bàn tràng uống nước chia buồn cùng gia đình nhà Hiếu. Con nhớ xưa, ba thường đưa con đến lớp
dạy cho con, tiên là học lễ, hậu là học văn. Ngồi suốt đêm thâu, những lần con ôm con đau. Ba dạy cho con nhân nghĩa cuộc đời. Ba là dân Thái Dương, rồi cho con bước đường tương lai. Ba là ngọn núi cao che bao bùng sương gió đời con. Ba người thầy dắt con, dạy cho con tấm lòng nhân ái. Ba là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Theo ngày tháng trôi, lưng ba còng mắt kém tay run. Ba còng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ âu qua mau. Mẹ công ba nuôi nâng đời con. Ba tôi không có giọng ru ngọt ngào như mẹ, không ôm tôi vào lòng những lúc tôi hư. Nhưng ba lại có một đôi tay vững chắc, một sức mạnh phi thường, nên đỡ cho con trong cuộc đời đầy phong ba bão táp. Ba là dân Thái Dương, rồi cho con bước đường tương. Ba là ngọn núi cao che bao bùng sương gió đời con. Ba người thầy dắt con, dạy cho con tấm lòng nhân ái. Ba là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Theo ngày tháng trôi, lưng ba còng mắt kém tay run. Ba còng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con ngày thơ âu qua mau. Ơn mẹ công ba nuôi nâng đời con. Còn đó trong con những ngày thơ âu qua mau. Ơn mẹ công ba nuôi nâng đời. Thank you.
xin đoàn nán lại một ít phút để làm hồ đốt và tiến đến viếng của anh em ruột thịt. Cảm ơn con chưa nói thành câu, mẹ 9 tháng cứu mang đau đớn khi con ra đời, thân cò lặng lội bờ ao, chỗ ước mẹ nằm dành chỗ ráo cho con. Một đời gian nan cha gánh vác lo gia đình, tình cha thiết tha mãi chở che đời con, dạy con chữ nghĩa nhân lẽ sống ở trên đời, âm thầm trọn tình yêu thương như ánh mặt trời cha soi lối con. Dẫu có ai đếm hết sao trời thì cũng không đếm nổi nghĩa tình sâu nặng của mẹ cha. Một đời vì con cha buông ba dai dầu mưa nắng, mẹ nặng gánh lưng còng nuôi con lớn khôn. Ôi nghĩa mẹ tình cha công dưỡng sinh thành chưa hiểu sao đền đáp cho tròn, nào mấy ai lấy thước đo được tấm lòng của mẹ cha. Một đời nuôi con công ơn như biển hồ lai láo, con nuôi cha mẹ đành sao tình tháng tình ngày. Gánh vác lo gia đình, tình cha thiết tha mãi chở che đời con, dạy con chữ nghĩa nhân lẽ sống ở trên đời, âm thầm trọn tình yêu thương như ánh mặt trời cha soi lối con. Hết sao trời thì cũng không đếm nổi nghĩa tình sâu nặng của mẹ cha. Một đời vì con cha buông ba dai dầu mưa nắng, mẹ nặng gánh lưng còng nuôi con lớn khôn. Ôi nghĩa mẹ tình cha công dưỡng nuôi
thành chưa hiểu sao đền đáp cho tròn, nào mấy ai lấy thước đo đường tấm lòng của mẹ cha. Một đời nuôi con công ơn như biển hồ lai láo, con nuôi cha mẹ đành sao tình tháng tình ngày. Phận làm con chưa hiểu xin đừng quên, người ơi hãy nhớ còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đàn đứt dây, không cha không mẹ như đàn đứt dây. Thank you.
khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ. Mây trời lồng lồng không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe. Khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ. Mây trời lồng lồng không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để mắt mẹ nghe không. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe. Oh.
Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh cổ tự được ủy quyền của thầy chủ trì đến di quan cho chân minh Nguyễn Văn Thành. Từ giã chân linh tân viên tịch Nguyễn Văn Thành, từ giã chân linh nhất chân bất muội lục dục đốt trong vinh hoa nhân gian sinh tử căn trần đốt nhập như nay bảo minh không hải quan âm tăng bản đế chi vi bằng bất đức chỉ trung thân tại đằng kéo niên đại bàn nhập tiêu giao thần thế tịnh vực nhập tạ trần nao liên khai kêu phạm chi hoa phật thủ nhất sinh chê kế giao hiếu vãng sinh chân ngôn cần đương chỉ tụng thiên thổ liên nhãn vô ngài đầy tâm đà na ni nam mô hát ra đất la đa ra giải ra nam mô a di đà bà lô yết tê thức bát ra ra bồ đề tấn ra bà ra ma ha tất cả bà ra ma ha ca lô li ca ra an tâm bà tất cả dù ngài bất bà na ra sa bà ha na ra cần chi sa bà ha ha ca na ra sa bà ha tất cả con nga một kê ra sa bà ha sa bà ma ha tất cả ra sa bà ha bà kết ca ta bát nhã ba la mật đa cố đắc tam bồ đề cô chỉ bát nhã ba la mật đa thì đại thần chú yết thế ba la yết thế ba la tăng yết thế bồ đề tát ba la bát nhã ba la mật đa yết thế ba la tăng yết thế bồ đề tát ba la ma ha bát mạng sa lịch căn độ tự nhiên tương lai thoát được hướng nào đêm đà tùng đề
bất minh công thơ đau trắng quan công tụng đại thừa kỹ kia chi chú niệm Phật xưng tan đồng danh chuyên vì hồi hướng Tây phương trang nghe Phật tịnh độ hỏi hướng cho Trần Ninh Tân Nguyên Thịnh Nguyễn Văn Thành đại vì chúng đảng chỉ tâm phát nguyện an sinh Tây phương tịnh độ trong kêu phẩm từ đại bi tiêu dân đạo sư A Di Đà Phật dĩ quan công đức phổ thân hành vô viên năng phúc giai hồi hướng khổ nguyện trần lịch chờ chung tranh tốc phát vô lượng quan Phật giai phương tâm thế nhớ tiết Phật chư tôn bồ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đạo Tràng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Đạo Tràng chùa Vĩnh Ninh cổ tự đến di quan với chân Ninh Nguyễn Văn Thành đến đây được chu viên hoàn tất, xin gửi lại ban tổ chức Nam Mô A Di Đà Phật. Các bà phục vụ đến cho thái trưởng nam và lấy đi vòng quanh đi tiếp. Gia đình Tam Quyến nhận được tin ông Nguyễn Văn Thành hưởng thọ 59 tuổi về theo tiên tổ. Chúng cháu là đoàn kim nhạc nữ anh Minh thuộc cơ sở phục vụ tang lễ Đức Vương trở về đây. Trước linh sàng của ông xin thắp tuần hương thơm cùng với những bản nhạc tri ân dâng lên trước ban thờ với tấm lòng thành kính. Mong cho linh hồn ông sớm được siêu sinh tịnh độ trở về vùng tổ tiên nơi cõi vĩnh hằng. Và đoàn chúng cháu xin chia sẻ những mất mát đau thương đến với gia đình Tam Quyến được bắt đầu.
thưa và linh hồn ông Nguyễn Văn Thành kính mến. Ông ơi, thật đúng là sinh có hạn mà tử lại bất kỳ. Đời người ai cũng phải một lần ra đi cuối cùng. Giờ đây, đoạn kim nhạc xin phép hương linh ông có đôi lời thay cho các con, các cháu của ông trước giờ phút ông sương cách biệt. Cha Hiền ơi, trên đầu con quấn khăn tang, mắt con giáng trần hay hàng lệ rơi. Từ nay vĩnh biệt cha rồi, con không nói được một lời tự ly. Lệ con ướt đồng đôi mi, ôm thân cha đỏ tứ chi lạnh dần. Con nghe lệnh bút toàn thân, tiếng kinh văng vẳng xa gần âm vang. Hai tay nâng tấm khăn tang, phủ lên mái tóc bẻ vàng xót xa. Khói hương mộ mịt quanh nhà, thân nhân tổ họ tiễn cha xa dần. Thưa cha, buồn lắm cha ơi, làm sao bày tỏ bao lời trong con. Bao nhiêu tâm sự trong lòng, từ đây chôn mãi theo dòng thời gian. Cha ơi thương nhớ vô vàn, người cha đáng kính đã ngàn trùng xa. Cha ơi ngày tháng bao la, ai người dọn bước khi cha không còn. Có ai thấu hiểu lòng con, giờ đây cha mất trong con nghẹn ngào. Rồi đây con sẽ ra sao, niềm vui cuộc sống nơi nào thưa cha. Cha kính yêu ơi, giờ đây là bản nhạc tình cha, chúng con xin mượn tiếng kèn dâng lên cha kính yêu.
một xanh hơn là khi tóc cha ngày thêm nhiều sợi bạc. Cha có thành hiện nhiên trong trời đất như cuộc đời không thiếu ở trong con. Cha ơi, dù cho chúng con có đi khắp quả đất tròn thì người chúng con mong mỏi không ai ngoài cha mẹ. Ôi cái vòng tay lớn lên từ tấm bé cỡ rộng dần theo con trẻ lớn khôn. Cha là người đã đặt cho con cái tên riêng trước cả khi con bật lên tiếng khóc gọi cha gọi mẹ. Cha ơi, tiếng gọi cha từ khi còn bập bẹ cho đến lúc trưởng thành chưa hiểu hết chiều sâu. Cha có nghĩa là bắt đầu cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc. Cha có nghĩa là mãi mãi một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng. Dù cha không thọ đủ trăm năm nhưng đã cho trẻ em chúng con dư dả nụ cười tiếng hát. Cha có nghĩa là mãi mãi là cho đi không lấy lại bao giờ. Nhưng cha ơi, hôm nay chúng con thật đông ngờ. Hoa hồng đỏ ngày nay hóa trắng, để rồi trong lòng chúng con quạnh bóng nỗi thương lòng mất cha ngày hôm nay. Cha kính thương ơi, giờ đây là bản nhạc một cõi đi về, chúng con xin vĩnh biệt cha. Là những người chiến sĩ đã một thời nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, của Bác Hồ kính yêu. Đồng chí đã không ngại gian khó, đồng chí đã lên đường để bảo vệ Tổ quốc, cho non sông đất nước thanh bình, cho các con thơ được cắt sách tới trường, cho các cụ già được quây quần bên con cháu. Đó chính là những công lao đóng góp của đồng chí. Hôm nay, trước giờ phút chia ly mất mát đau thương này, đứng bên linh sàng của đồng chí có tất cả các cụ, các ông, các bà con xóm phố, bạn bè đồng chí, đồng đội, và nhất là vợ và các con của đồng chí, giờ đây đang trào dâng lên những cảm xúc bồi hồi thương tiếc khi phải mất đi một người thân.
với 59 năm một đời người mà đồng chí đã vội vàng ra đi, để lại bao nỗi niềm tiếc thương vô hạn. Giờ đây, để tưởng nhớ đến hương hồn đồng chí không còn nữa, đoàn Kim Nhạc xin được thành kính dâng lên đồng chí bản nhạc Vì Nhân Dân Quên Mình. Nỗi sầu một lần thương nhớ ngàn lần đau, xa nhau mới thấy lòng liến tiếc, thắp nén hương thơm để vĩnh biệt người, thắp nén hương thơm thay cho lời từ biệt, xin kính chúc đồng chí về yên giấc ngủ ngàn thu. Lễ dâng hương cử hành nhà viếng và đôi lời tiễn biệt thay cho các con các cháu của đoàn Kim Nhạc thuộc cơ sở phục vụ tang lễ Đức Vượng giờ đây đã chưa bên hoàn tất. Đoàn chúng tôi xin nguyện cầu cho hồn đồng chí được siêu sinh tịnh độ trở về cùng tổ tiên nơi cõi vĩnh hằng. Mong cha siêu thoát cõi tiên trên đời, tập nén nhang tay con giã rời, chúng con vĩnh biệt đời đời nhớ cha. Cha đi yên giấc ngàn thu, để lại con cháu cho dù nhớ thương, ân dương cách biệt đôi đường, ngày đêm thương nhớ dặm trường. Cha ơi, chúng con lệ đẫm tuôn rơi, thắp hương kính viếng cha ơi suối vàng. Cha ơi, đi đau xót vô vàn, hạt treo cờ phượng hoa vàng khắp nơi. Từ nay cha mất trên đời, chúng con than khóc kêu trời có hay. Cha đi chẳng tính được ngày, từ từ chút thọ trên tay con hình. Đầu tường dây dứt nỗi niềm, chúng con cố cứu cha nên bỏ đi. Thôi đành cách biệt chi ni, nỗi đau khép lại cha đi yên bình. Cha ơi, chúng con tha thiết gọi cha, giữa buổi chiều cuối thu lắng nhạt nhòa, hai dòng lệ đóng đầy trong khóe mắt, rung từng hồi theo tiếng khóc. Cha ơi, đôi bàn tay cha đã buông xuôi, nỗi đớn đau không nguôi trong lòng mẹ, và giờ đây đau xé lòng chúng con nhé. Thổn thức từng hồi đau đớn lắm cha ơi, con nhìn cha nước mắt cứ tuôn rơi, thân xác cha xanh xao vàng vọt quả, giây phút cuối đôi mắt cha bừng mở, cố gắng nhìn con trẻ lần nữa thôi. Con gọi cha, cha không nói một lời, trong im lặng cha như thầm nhắc nhủ, nín đi con, để yên cho cha ngủ, lấy sống yên bình, sống thật tốt nghe con.
Nam. Kính thưa các đoàn đại biểu để dự lễ tang, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể phường Tràng Minh, cấp ủy, chi bộ, chính quyền và đoàn thể tổ dân phố thi đua 2. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý khách, kính thưa các cụ, các ông, các bà, họ nội, họ ngoại, bà con anh, chị em, tình nghĩa xóm phố, bạn bè, thân bằng, cũng gần xa. Các quý vị đại diện các cơ quan, đơn vị và chiến sĩ trong đơn vị là các trường học là có liên quan tới gia đình nhà hiếu, kính thưa toàn thể nhân dân, đồng chí đại tá Nguyễn Văn Thành thân mến của chúng ta không còn nữa. Hôm nay Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam cùng với chính quyền phường Tràng Minh đã cấp ủy chi bộ chính quyền tổ dân phố thi đua 2 vô cùng tôn tiếc và làm lấy tiên đưa đồng chí đại tá Nguyễn Văn Thành về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí đại tá Nguyễn Văn Thành sinh ngày 28 tháng 2 năm 1962, tên quán xã Nhật Tân, huyện Tiên Nữ, tỉnh Hưng Yên. Nay đồng chí thường trú tại số nhà 44 tổ dân phố Ti Đô 2, phường Tràng Minh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Trong thời gian lâm bệnh, mặc dù đồng chí đã được vợ, con, cháu, anh chị em, người thân và các tầng lớp y bác sĩ, thầy thuốc đông tây y giỏi từ trung ương tới địa phương đã tận tâm tận lực tìm mọi phương thuốc quý hiếm chăm sóc cứu chữa, giống rằng ai ai cũng cầu chúc đồng chí mau khỏi bệnh, hưởng tăng tuổi thọ. Nhưng vì sức khỏe đồng chí đã kiệt, bệnh lại hiểm nghèo, đồng chí không qua khỏi, đã chút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Vĩnh biệt mẹ già đôi bên, tuổi đã cao niên, cùng vợ, con, cháu, anh chị em, người thân, họ hàng, hàng hội, bạn bè, đồng nghiệp, thân hữu gần xa, đồng chí đã thanh thản trở về cõi Tây Phương Cực Lạc an vui cảnh Phật vào hồi 2:05 ngày 4 tháng 3 năm 2020, tức là ngày 11 tháng 2 năm Canh Tý, đồng chí ngược thọ 59 tuổi. Sau khi Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam và chính quyền đoàn thể tổ dân phố Ti Đô 2 nhận được tin báo buồn đó, có cuộc họp bất thường thành lập ban tổ chức lễ tang để cùng mấy bà quả phụ và các con trai, dâu, gái và họ nội, họ ngoại lo công việc hậu sự cho đồng chí được tập đoàn chu viên danh sách ban tổ chức lễ tang. Lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Thành gồm có một bà Phạm Thị Tơ, trưởng ban công tác mặt trận thi đua 2, trưởng ban lễ tang. Hai, đồng chí đại tá Tống Sĩ Thăng, trưởng ban kế hoạch tổng hợp Bộ Tham mưu Cảnh sát biển, phó ban lễ tang. Ba, ông Nguyễn Văn Phương, đại diện gia đình, ủy viên. Bốn, đồng chí thượng tá Nguyễn Hữu Tường, trưởng phòng hành chính hậu cần Bộ Tham mưu Cảnh sát biển, ủy viên. Năm, đồng chí trung tá Lê Đức Hiếu, cán bộ phòng không không quân Bộ Tham mưu Cảnh sát biển, ủy viên. Sáu, đồng chí trung tá Phạm Toàn Thăng, cán bộ phòng chính trị Bộ Tham mưu Cảnh sát biển, ủy viên. Bảy, ông Nguyễn Văn Thắng, đại diện gia đình, ủy viên. Tám, bà Nguyễn Thị Bằng, đại diện gia đình, ủy viên. Chín, ông Nguyễn Văn Hoàn, đại diện gia đình, ủy viên. Mười, ông Nguyễn Văn Toán, đại diện gia đình, ủy viên. 11, ông Đỗ Xuân Tiếp, đại diện gia đình, ủy viên. Sau khi thành lập ban tổ chức lễ tang để điều hành công việc và được sự thống nhất của gia đình cũng như là sự quan tâm hoan hỷ của thầy trụ trì chùa Vĩnh Minh Tự và sự phát tâm của các quý vị Phật tử là hồi 13 giờ chiều ngày hôm qua, đã có chút thời gian và ngọc đáo ra chung đây lên khoa lễ tụng kinh vãng sinh và trợ liệu. Sau được sự thống nhất của gia đình
cũng như nội và ngoại tộc là hồi 14 giờ 5 phút đã cử hành lễ khâm niệm và nhập quan, sau là lễ phát phục, phát văn tang, lễ thành phục, đồng lễ viếng hương mộ đồng chí từ 14 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút cùng ngày. Sáng ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 3 năm 2020, tức là ngày 12 tháng 2 năm Canh Tý, là hồi 7 giờ 30 phút ban tổ chức lễ tang long trọng cử hành trọng thể theo phong tục tập quán nghi thức của địa phương, tiến đưa đồng chí về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Thi hài đồng chí hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ, Ninh Hải, Hải Phòng. Tiếp theo phần lễ truy điệu, cho phép tôi đại diện ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời bà Phạm Thị Tơ, trưởng ban công tác mặt trận Tỳ Lô II, trưởng ban lễ tang, lên thắp bật tần nhang và đọc lời điếu. Trân trọng kính mời bà. Đồng chí Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể phường Tràng Minh, kính thưa các đồng chí đại diện cấp ủy chi bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tổ dân phố thi đua 2, kính thưa các cụ, các ông, các bà, họ nội, họ ngoại, thân bằng cố hữu gần xa, các gia đình thông gia, niên gia, bà con dân làng xóm phố, kính thưa thân nhân tang quyến đồng chí Nguyễn Văn Thành. Đồng chí đại tá Nguyễn Văn Thành, nguyên trưởng phòng không không quân, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã vĩnh viễn ra đi không còn nữa. Mặc dù đồng chí đã được tập thể giáo sư, bác sĩ, y sĩ, nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hết lòng cứu chữa, gia đình đã tận tình chăm sóc, song do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 2 giờ ngày 4 tháng 3 năm 2020 tại gia đình, tức ngày 11 tháng 2 năm Canh Tý, hưởng thọ 59 tuổi. Với lòng thương tiếc vô hạn, hôm nay Đảng ủy Thủ trưởng Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể phường Tràng Minh, bạn bè đồng chí cùng gia đình tổ chức lễ tang tiễn đưa đồng chí Nguyễn Văn Thành, người đồng chí, người bạn thân thiết, người chồng, người cha vô cùng yêu quý về và thân thương của gia đình về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí Nguyễn Văn Thành sinh ngày 28 tháng 2 năm 1962 tại xã Nhật Tân, huyện Tiên Nữ, tỉnh Hưng Yên. Trú quán tổ dân phố Thi Đua 2, phường Tràng Minh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau những năm học dưới mái trường phổ thông tháng 4 năm 1981, đồng chí Nguyễn Văn Thành lên đường nhập ngũ và quân đội làm chiến sĩ tại Trung đoàn 765, Sư đoàn 329. Đến tháng 11 năm 1981, đồng chí là học viên dự khóa bay tại trường dự bị bay Mai Linh, Hà Đông. Tháng 10 năm 1982, đồng chí được cử đi đào tạo phi công lái máy bay tại Liên Xô, tốt nghiệp về nước tháng 1 năm 1987. Đồng chí trở thành phi công lái máy bay AN-26 tại Trung đoàn Không quân 918. Từ tháng 12 năm 1988, đồng chí về làm trợ lý tác chiến Sư đoàn Không quân 371. Đến tháng 9 năm 2007, đồng chí được điều về trợ lý không quân Ban tác chiến Phòng tham mưu Cục Cảnh sát biển. Tháng 8 năm 2011, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban phòng không không quân
Phòng Tham mưu Cục Cảnh sát Biển. Đến tháng 12 năm 2014, đồng chí được bổ nhiệm trưởng phòng không không quân Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam. Đồng chí được phong quân hàm thiếu tá năm 1997, trung tá năm 2007, thượng tá năm 2011 và đại tá tháng 8 năm 2015. Đến tháng 3 năm 2019, đồng chí được nhà nước, quân đội cho nghỉ chờ hưu. Trải qua hơn 38 năm liên tục công tác và trưởng thành, từ người chiến sĩ đến cán bộ cao cấp của Đảng và quân đội, đồng chí Nguyễn Văn Thành luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân trên mọi cương vị công tác. Đồng chí đại tá Nguyễn Văn Thành đã đem hết tài năng, trí tuệ và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình góp phần cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đời thường hàng ngày, đã khi đang công tác cũng như khi về với cuộc sống đời thường, dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn để lại những tình cảm tốt đẹp đối với đồng chí, đồng đội, chính quyền và nhân dân địa phương, làng xóm. Đồng chí đã thể hiện phẩm chất đạo đức cao quý, bản lĩnh chính trị của người đảng viên cộng sản, người cán bộ tận trung với nước, tận hiếu với dân, thủy chung son sắt với bạn bè, đồng chí gần gũi với quần chúng, thương yêu chiến sĩ, có cuộc sống giản dị mẫu mực, được tổ chức tin cậy, đồng đội yêu mến. Đến tuổi trưởng thành, đồng chí Nguyễn Văn Thành xây dựng gia đình với bà Phạm Thị Thu Hương và sinh được 3 người con. Cháu lớn là Nguyễn Hồng Thái, hiện nay là sĩ quan quân đội đang công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam. Hai cháu Nguyễn Tuyết Nhung và Nguyễn Hồng Nhung đang là sinh viên trường Đại học Luật và Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Với gia đình, đồng chí là người chồng, người cha hiền từ, nhân hậu. Trong suốt cuộc đời phục vụ quân đội với những cống hiến xuất sắc trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Văn Thành đã được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, Huân chương Quản lý Quyết thắng, Huy chương Quân kỳ Quốc thắng, Huy chương Chiến sĩ Vẻ vang hạng nhất, nhì, ba, Huy chương 30 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đồng chí Nguyễn Văn Thành kính mến. Vĩnh biệt đồng chí, các anh em đồng đội của đồng chí tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân mà đồng chí đã cống hiến trọn đời mình. Đồng chí không còn nữa, những tình cảm thân thương của đồng chí sẽ còn lắng đọng trong mỗi những người bạn, người đồng chí và người thân yêu của đồng chí. Thưa các đồng chí và gia thân nhân, gia quyến đồng chí Nguyễn Văn Thành, trong giờ phút đau thương này, cán bộ, chiến sĩ, Cảnh sát Biển Việt Nam và các đơn vị nơi đồng chí đã công tác, chính quyền địa phương, bạn bè, thân bằng, cố hữu, bà con quê hương nơi đồng chí sinh ra và cư trú cùng ban tang lễ xin gửi đến gia đình và thân quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất và xin chia sẻ nỗi buồn đau thương mất mát này với thân nhân gia quyến đồng chí Nguyễn Văn Thành. Vĩnh biệt đồng chí, chúng ta hãy dành một phút mặc niệm tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Một phút mặc niệm bắt đầu.
sắp đến giờ tiễn biệt đồng chí rồi, họ hàng lội ngoại bốn bên cùng quý khách thông gia phố phường đến đây chật góc sân khóc ngõ, đang hướng về linh cứu tiễn đưa cùng mặc liệm chi ni vĩnh biệt tiễn đồng chí về cực lạc Tây phương. Đại biểu quý khách, kính thưa các cụ, các ông, các bà, họ nội họ ngoại, bà con anh chị em, tình yêu xóm phố, bạn bè thân bằng cố ngũ gần xa, kính thưa đồng toàn thể nhân dân, đồng chí đại tá Nguyễn Văn Thành là trưởng phòng phòng công công quân bộ tham mưu cảnh sát biển Việt Nam, thế là từ nay ông dương cách biển có những vạn trần vòi vòi xa xăm, đồng chí ra đi để lại nghĩa tình đồng đội thương nhớ, giờ đành đôi nơi nước mắt tuôn rơi, lòng dạ nghẹn ngào, tay dâng vòng hoa tươi thắp nén nhang trầm cầu chúc cho đồng chí linh thiêng siêu thoát, tỏa hương thơm ngào ngạt ngàn thu. Tiếp theo phần lễ truy điệu, cho phép tôi đại diện ban tổ chức lễ tang trân trọng kính mời một đồng chí đại diện bộ tư lệnh tham mưu cảnh sát biển Việt Nam đại đạo tập 31 tận nhang vĩnh biệt một đồng chí đồng đội, trân trọng kính mời. Mỗi người được sinh ra trên cuộc đời đã là hạnh phúc, được nuôi dưỡng, phấn đấu, trưởng thành là phúc phần của mỗi người. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta đều có một cái chung mong muốn, đó là phấn đấu, trưởng thành, thành đạt để sớm thực hiện được một chữ hiếu. Mình tự lo được cho bản thân mình để vơi bớt đi sự lo lắng của cha mẹ. Chữ hiếu thứ hai là trung hiếu, tức là mình tự lo cho bản thân mình, bớt đi nỗi lo lắng của cha mẹ và có tiền biếu cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ. Chữ hiếu thứ ba là đại hiếu, tức là mình tự lo được cho bản thân mình, vơi bớt đi sự lo lắng của cha mẹ, có tiền biếu cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ và làm cho cha mẹ tự hào về bản thân mình. Sinh, lão, bệnh, tử vốn là quy luật của cuộc đời. Dù muốn hay không, mỗi người chúng ta phải chấp nhận sự bình thường đó. Tuy nhiên, vẫn có những sự bất bình thường. Đó là tại sao có những người sinh ra, lớn lên, bao năm vất vả phấn đấu trưởng thành, đến lúc có quyền được nghỉ ngơi, hưởng thụ hạnh phúc, có điều kiện lo cho con cái và phục dưỡng cha mẹ. Tuy nhiên, họ lại mất đi vào lúc chúng ta không thể ngờ. Anh trai tôi, Đại tá Nguyễn Văn Thành, trưởng phòng phòng không quân, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam là một người như thế. Sau 38 năm vất vả đường binh nghiệp, đến lúc anh tôi chờ được nghỉ hưu, có điều kiện chăm sóc tốt hơn cho vợ, cho con, có điều kiện phục dưỡng cho hai mẹ. Nhưng chúng tôi không thể ngờ được vào lúc như vậy, anh tôi mắc bệnh trọng. Sau một thời gian dài, được tập thể y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, được các thủ trưởng, cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, được những người thân trong gia đình tận tình cứu chữa, chăm sóc. Nhưng anh tôi đã không qua khỏi. Sự ra đi của anh tôi rất đột ngột, đó là niềm tiếc thương vô hạn của gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi chỉ có được sự an ủi, đó là trong suốt thời gian anh tôi nằm viện điều trị và trong tang lễ hôm nay, chúng tôi nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên, giúp đỡ của
các của thủ trưởng cùng các sĩ quan, chiến sĩ Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và tất cả những người thân đi luôn bày đồng hành cùng chúng tôi trong việc cứu chữa chăm sóc cho anh và trong việc tổ chức tang lễ cho anh tôi. Cho phép tôi được thay mặt cho gia đình xin được gửi lời cảm ơn trân trọng sâu sắc nhất đến các ông bà, đại diện chính quyền địa phương, tổ dân phố thi đua 2, phường Tràng Minh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Các cụ, các ông, các bà, cô bác, anh chị, các cháu, bà con, nội ngoại, các gia đình, thông gia, liên gia, bà con, xóm giềng, anh em, đồng hương, đồng niên, đồng ngũ, Hưng Yên, bạn bè, cùng học, thân bằng, cố hữu, gần xa, thủ trưởng, cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, thủ trưởng, cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1, 2, 3, 4. Thầy trụ trì chùa Vĩnh Linh Cổ Tự và các tăng ni Phật tử, đoàn nữ Kim Nhạc, anh Minh, đoàn nhạc hiếu, cơ sở dịch vụ tang lễ Đức Vượng, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trường Đại học Trà Vinh, văn phòng tại Hà Nội, cán bộ, nhân viên trường Trung cấp Giao thông Vận tải Hà Nội, nơi tôi là hiệu trưởng, cùng toàn thể bà con, cô bác, toàn thể quý vị khách quý đã có mặt chia sẻ sự đau thương mất mát của gia đình chúng tôi và giúp đỡ gia đình chúng tôi tổ chức tang lễ được chu đáo, đưa anh tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Và cũng xin phép được thay mặt cho gia đình chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm động viên tiếp tục của toàn thể quý vị khách quý, nhân dân, thủ trưởng, cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ. Sau phần tang lễ đưa anh tôi qua đài hóa thân hoàn vũ, công việc xong xuôi thì kính mời các cụ, các ông, các bà, thủ trưởng, cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, bạn bè, thân bằng, cũ hữu quay trở lại gia đình, uống với gia đình chúng tôi chén rượu để giải sầu và cũng là điều kiện và thời gian để gia đình chúng tôi được nói lời cảm ơn. Trong lúc tổ chức lễ tang, do đau buồn và bối rối, nếu có những điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi xin được cúi đầu kính mong toàn thể quý vị cảm thông và lượng thứ. Xin trân trọng cảm ơn.
Suốt trăm năm một cõi đi về, lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về trốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sông còn ở lại, con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Chạy vòng quanh một vòng tiêu tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Ngày xưa từng lời tà dương là lời mộ địa, từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ gió hoang vu thổi buốt xuân thì, ngọn gió hoang vu thổi buốt nghi lễ tiễn biệt bắt đầu. Kính thưa hương hồn ông Nguyễn Văn Thành, kính thưa toàn thể tăng quyến thân nhân cùng quý vị đưa tiễn, thay mặt cho tập thể cán bộ công nhân viên Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Hải Phòng, chúng tôi xin chân thành bày tỏ sự thương tiếc, xin gửi tới tăng quyến thân nhân ông lời chia buồn sâu sắc. Trước vòng linh âm, chúng tôi xin thành tâm chia sẻ những đau thương mất mát lớn lao của gia đình. Xin hết lòng để cùng gia đình tổ chức phục vụ lễ hòa táng cho ông được chu đáo, trọn vẹn. Xin được cùng tăng quyến nguyện cầu cho hương hồn ông được thanh thản, yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Tiếp theo,
xin trân trọng kính mời đại diện tăng quyến có lời cảm tạ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị, một lần nữa xin phép được thay mặt cho gia đình gửi lời cảm ơn trân trọng sâu sắc nhất tới toàn thể quý vị đại biểu khách quý, toàn thể nhân dân, tăng ni Phật tử, toàn thể quý vị thân bằng cố hữu của anh tôi đã giúp đỡ gia đình chúng tôi trong việc tổ chức tang lễ đưa anh tôi đến đài thân hoàn vũ. Tôi xin được cúi đầu cảm tạ, và một lần nữa trong tang gia bối rối có gì sơ suất gia đình xin được thông cảm lượng thứ. Xin trân trọng cảm ơn. Trước khi đưa linh cữu vào đài hóa thân, đề nghị quý vị đưa tiễn cùng toàn thể tăng quyến dành phút mặc niệm. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thân em Nguyễn Văn Thành xin từ đổ lên chiêm văn đơn đời đây cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ dõi theo con với cả cuối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi con khóc cha, cha ơi con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngập bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đang yên muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con.